Kính chào quý khán thính giả của Bồ đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bộ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý khán thính giả, vào thứ hai tuần vừa qua, các học viên lớp cao đẳng Phật học có hai tiết học. Trong tiết học đầu, Thầy giáo thọ Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và sau đó Ni Sư Tịnh Quang giảng kinh Hoa Nghiêm Yếu Lược. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung các bài giảng sau đây. Thầy Huyền Châu giảng về chương phân loại thế gian trong A Tỳ Đạt Ma câu xá luận. Luận tạng giải thích rõ ý nghĩa lời Phật dạy, nhưng chúng ta thường không hiểu đúng lời Phật. Trong chương phân loại thế gian này nói rõ có ba giới, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và dựa theo ba giới này mà phân biệt các tâm của chúng sanh. Dục giới bao gồm địa ngục, quỷ, súc sinh, người và sáu cõi trời, dục giới cùng với khí thế gian. Khí thế gian là khí cụ chúng sinh dựa vào đó mà tồn tại. Sáu tầng trời cõi dục gồm có một là tứ đại vương chúng hay còn gọi là tứ thiên vương thiên. Có bốn vị hộ thế là tăng trưởng thiên vương, quản mục thiên vương, trì quốc thiên vương và đa văn thiên vương. Hai là trời tam thập tam ở trên đỉnh núi tu di nơi đó vẫn có mặt đất ba là trời dạ ma hay còn gọi là sướng lạc thiên thiên chúng ở đây tự thân phát ra ánh sáng khi khổ họ dùng năng lực tự hóa giải được đó là do họ tạo nhiều phước mà có năng lực này bốn là trời đâu xuất đà hay thiện tri túc thiên tức là khéo biết đủ Năm là trời lạc biến hóa hay còn gọi là hóa lạc thiên. Thiên chúng ở đây muốn có niềm vui thì dùng tâm biến hóa. Sáu là trời tha hóa tự tại. Thiên chúng nơi đây có tập tính hưởng thụ những lạc thú do người khác biến hóa ra. Đây là nơi ma ba tuần cư ngụ. Họ tu tập có phước lớn mà không cầu giải thoát. Nói đến các cảnh khổ thấp nhất là địa ngục thì có 8 địa ngục lớn Thứ nhất là địa ngục đẳng hoạt, tức là nơi khổ khốc liệt đến chết. Vừa chết thì có ngọn xảo phong thổi cho sống lại để chịu cực hình tiếp. Hai là địa ngục hắc thằng. Nơi đây chúng sinh bị buộc vào những sợi dây đen rồi xiết cho đứt hai mà chết. Ba là địa ngục chúng hợp. Họ bị nghiền nát giữa hai ngọn núi hình con dê. Bốn là địa ngục hiệu khiếu, còn gọi là khiếu hoáng. Nơi đây chúng sanh kêu la do cực kỳ đau đớn. Năm là địa ngục đại khiếu thì khốc liệt hơn. Sáu là địa ngục viêm nhiệt, chúng sanh ở đây bị thiêu đốt. Bảy là đại nhiệt, tức là lửa dữ dội hơn. Sau cùng là địa ngục vô gián, chúng sanh ở đây đã đọa mất thiện căn Họ chết ngay khi tâm sân kịch liệt nên liền hóa sanh vào nơi đây. Có bốn châu dị biệt, đó là Nam Thiệm Bộ Châu, hướng Nam núi Tu Di, có hình dáng cây hồng táo, Đông Thắng Thần Châu, con người ở đây đẹp hơn ở Nam Thiệm Bộ, Tây Ngư Hóa Châu, lấy số lượng trâu để phân biệt phước của mỗi chúng sinh, Bắc Câu Lưu Châu thì thù thắng hơn các châu khác vì có phước báo rất lớn, Ngoài ra còn có hai cảnh giới của bàn Xanh và ngạ quỷ, tổng cộng trong dục giới có 20 xứ Bên trên dục giới có 17 xứ bao gồm cả hữu tình giới và khí thế giới đó là sắc giới. Sắc giới có thể hiểu là các tầng thiền định hay còn gọi là tỉnh lự. Tỉnh lự thứ nhất gồm có phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Tỉnh lự thứ hai có thiểu quan, vô lượng quan, cực quan tịnh hay còn gọi là trời quan âm. Tỉnh lự thứ ba gồm thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh thiên Tỉnh lự thứ tư có 8 lớp là vô vân thiên, phước sinh thiên, quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên và cuối cùng là sắc cứu cánh thiên. Lớp cuối cùng này là nơi mà các vị A-la-hán, Bồ-Tát vì nguyện lực tái sanh ở đây. Tuy nhiên, các đại luận sư của nước Ca Thấp Di La phân tích là chỉ có 16 xứ vì Đại Phạm Thiên ngồi trên tòa cao chứ không có địa vực riêng Tầng trời vô sắc ở khắp mọi nơi vì chúng sanh không có sắc Tùy theo độ sâu của định mà sanh vào chỗ tương xứng Đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ Họ có phước bất động do tâm bị ức chế các niệm Tâm rất an lạc cũng như có tuổi thọ rất lâu Chúng sanh có phước bất động Thì không hưởng phước ấy ở thế gian Vì thế gian là cõi động Gọi là cõi vô sắc Vì chúng sanh không có hình sắc Đó là do khi tu tập thiền định Tâm ức chế Rồi mọi sắc Cho nên quả tái sinh tương xứng Của nó là cõi vô sắc Trong giờ học Kinh Hoa Nghiêm Yếu Lược Ni Sư Tịnh Quang giới thiệu Dàn bài Toát Yếu Kinh Hoa Nghiêm do cố ni trưởng hải triều âm soạn dịch theo bản sớ sao của ngài thanh lương quốc sư với các đề mục như sau thứ nhất về bày quả vui đẹp khiến vui tin trình bày nhân duyên giáo khởi nghi thức thuyết pháp nhân quả thù thắng thứ hai đường lối tu hành nói về nương tựa vào phật nhân tu và quả thành ở đây trình bày về diệu giác và nhân quả bình đẳng thứ ba là viên đốn pháp, thứ tư là y người chứng nhập thành đức. Đây là dàn bài khá chi tiết vì trong mỗi phẩm có tóm lược đại ý. Hoa Nghiêm là một bản kinh dài và dù nói về lý nhân quả nhưng không dễ hiểu. Do đó, việc có dàn bài để giúp chúng ta dễ theo dõi là điều không thể thiếu khi học kinh này. Tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng như lai. Nên ai có tin, có nguyện, có tu thì có chứng Niềm tin rất quan trọng đối với người phát tâm tu hành Tin cần có 10 đức Đó là chí cầu thắng pháp, từ bi thâm hậu, tu tập thiện căn ưa vui đại thừa, cúng dường chư Phật Thân gần bạn lành, tâm thường nhu hòa, có thể nhẫn khổ, thâm tâm bình đẳng và cầu Phật trí tuệ sau đó ni sư giảng tiếp phẩm hiền thủ Giải và hành đã viên diệu thì sự thù thắng công đức khó nghĩ bàn. Thập tính chỉ như một hạt bụi, như dấu chân chim đối với biển diệu trang nghiêm của Như Lai. Nhưng hư không ở chân chim, đâu có khác vần thấy hư. Hạt bụi thì đồng thể chất với đại địa. Phàm phu nghe giáo pháp, một niệm khởi tính, liền phát tâm bồ đề tu tập mười tâm vào sơ trụ. Niềm tin là mẹ các công đức. Chúng ta tin Phật, Pháp, Tăng thì nên cung kính làm theo những lời Phật và Thầy Tổ dạy bảo. Lòng tin làm cho sáu căn thanh tịnh, sắc bén, không bị vẩn đục bởi lòng vị ngã, giúp ta gần gũi bậc thiện tri thức. Đức tin có khả năng tiêu trừ mọi sự nghi hoặc, phát triển các pháp lành. Thập tính được coi như là pháp môn nền tảng của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Hiền Thủ nói tin Đại Thừa còn dễ, tinh sơ tâm đủ hết công đức thật khó. Đây là giai đoạn người tu chuyển hướng từ phàm tâm ra bồ đề tâm. Giai đoạn này là giai đoạn khó nhất trong đường tu bởi vì người tu lúc này chưa có định lực, lại phải đối diện với trăm ngàn thứ ô nhiễm của thế gian. Vì vậy, người tu mới thể nghiệm và phát khởi tâm bồ đề. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tối nay thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020 từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp cao đẳng sẽ học A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và Kinh Hoa Nghiêm Yếu Lược. Kính mong quý vị học viên đi học đông đủ. Ngoài ra, kính mời quý vị vào trang nhà bồ đề phật quốc.org. Để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ Cũng như các chương trình hoàng pháp khác Bồ đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703 Rất mong quý học viên kiểm tra email thường xuyên Để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết khác Trân trọng kính chào quý khán thính giả Và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc